Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Network Mode trên ECS đang hỗ trợ như nào. Thì trong những bài trước các bạn đã thấy là chúng ta tạo những cái task definition mà chúng ta chọn là các cơ chế liên quan đến Network Mode như AWS VPC rồi Brick, rồi thậm chí là có một cái host nữa hay là nông nữa thì nó khác nhau như thế nào ha. Thì trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu là behind the scene thiết kế của những cái Network Mode ấy như thế nào và chúng ta nên chọn cái Network Mode nào cho cái ứng dụng của chúng ta ha. Thì như phần trước chúng ta đã có tạo sẵn hai cái service ở đây là một cái nó chạy ở trên EC2 và Fargate. Thì mình cũng tiện đây mình cũng nói với các bạn là cái phần chi phí sử dụng cái series này ha. Tại vì trong series này chúng ta sẽ sử dụng những một số các dịch vụ sẽ không gồm trong free tier của AWS ha. Giả sử trong trường hợp mình mà dùng con EC2 này nó không phải T2 macro thì nó sẽ có trả phí ha. Tùy thuộc vào reason có thể là T3 macro gì đấy. Các bạn aware vấn đề này, các bạn tạo EC2 càng lớn thì các bạn có thể chi phí nó sẽ càng cao. Và cái Fargate này nữa, các bạn tạo nhiều task thì tất nhiên các bạn sẽ nó không nằm trong free tier, các bạn sẽ có thể phải trả phí nếu các bạn tạo nhiều. Do đó thì các bạn follow cái tutorial thì các bạn khi bạn hiểu ở đấy các bạn nên xóa nha để nó tránh phát sinh chi phí. Và kỳ vọng những cái bài lab này thì các bạn sẽ không có tốn quá nhiều, đâu đó chắc không quá 5 đô nếu các bạn xài đúng và follow theo đúng cái hướng dẫn của mình. Các bạn tạo xong, các bạn học xong, các bạn xóa đi ha, frugality ha, kiểu tiết kiệm. Thì đó là một số cái lưu ý. Tiếp theo là nội dung chính trong bài này là về những cái gọi là Network Mode của ECS ha. Thì các bạn cái phần này thực tế là bản thân Kevin cũng thấy nó rất là khó hiểu, và Kevin cũng học rất là nhiều lần, rất nhiều lần học xong rồi quên, tại vì có những thứ học xong mình làm, có những thứ mình học xong mình không có làm ấy. Cho nên là các bạn có thể nên xem clip này chậm lại hoặc xem lại nhiều lần ha, để hiểu. Rồi thậm chí các bạn nên đọc cái tài liệu của Kevin đính kèm trong phần description. Cái phần này mình sẽ đính kèm trong phần mô tả của cái video này là cái thứ hai. Cái thứ ba là tốt nhất nên các bạn thử tạo và thử trải nghiệm ha. Thì lần đầu tiên các bạn tạo ra các bạn có thể follow cái hướng dẫn của mình làm, nhưng mà lần thứ hai các bạn làm các bạn không cần nhìn cái phần hướng dẫn của mình, không cần nghe mình, các bạn tự làm. Thì khi các bạn tự làm các bạn sẽ đặt rất nhiều câu hỏi cho bản thân, tại bước này chúng ta nên làm thế nào, tại sao có những cái step này ha. Lúc đó mình tin rằng các bạn sẽ thực sự các bạn hiểu hơn thay vì các bạn chỉ nghe clip. Và AWS thì là hands on, mình phải làm thì mình mới thực sự hiểu nó là gì. Tại vì nghe không thì nhiều khi mình nghe nó rất là giống nhau, và mình cũng khuyên các bạn nếu có thời gian sắp xếp nên hands on. Rồi nội dung chính mình sẽ đi cái Network Mode. Network Mode nghĩa là sao? Có nghĩa là khi chúng ta tạo ra một cái gọi là một cái task, nói chung là một cái task, thì trong một cái task thì có nhiều cái container như chúng ta đã xem phần trước rồi. Thì khi tạo ra cái task này thì chúng ta sẽ phải đặt cái task này vào trong những con máy chủ hoặc là đặt vào trong Fargate. Thì ứng với mỗi loại hình chúng ta đặt như vậy thì có những cái thiết lập về mặt network, về mặt cấu hình mạng khác nhau ha. Thì mình đi từ cái đơn giản nhất này, cái này gọi là host mode này. Host mode này là cái loại nói chung là basic, là đơn giản nhất khi sử dụng với ECS này. Nó sẽ gọi là gì? Networking là mình sẽ map một cách trực tiếp đến cái host và cái container. Thì đây có cái mô hình ở đây này, chúng ta có cái subnet chúng ta đây đúng không ạ? Chúng ta có thể có nhiều con EC2 ở đây, thì chúng ta sẽ mỗi con EC2 chúng ta sẽ có một cái địa chỉ IP thông qua một cái cạc mạng ở đó. Giả sử các bạn thấy đây là 172.31.16.1 đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có một cái container đằng sau này, chúng ta sẽ có container là ví dụ như chạy trên port 3000. Thì khi mà chúng ta dùng cái host này thì cái host này nó sẽ map từ cái IP, tại vì tầng TCP/IP hay là OSI chúng ta sẽ map từ tầng IP đến port đúng không ạ? Thì nó sẽ map từ cái IP thật là 16.1 này, và cái port là port 3000. Port 3000 bên ngoài này nè là cái port của cái con EC2 này ha. Và lưu ý là trong này chúng ta có nhiều cái container, mỗi cái container chúng ta sẽ có một cái port, thì nó map bên ngoài và bên trong. Ví dụ như sau này truy xuất ví dụ như 172.31.16.1 2.3000 thì tự động nó forward vào cái container này. Thì các bạn thấy trong cái mô hình này là nếu mà giả sử mình có hai cái task này đều chạy ở port 3000 thì các bạn nghĩ có thể chạy được không ạ? Nó sẽ không chạy được ha, bởi vì là nó bị gọi là conflict. Cho nên là khi các bạn làm cái mô hình này các bạn sẽ không thể đặt được hai cái task giống nhau trên một con EC2, trên một cụ thể trên con EC2 instance ở đây. Ví dụ con này chúng ta có 2.2 này, lại đặt một container port 3000 nữa. Thì ở đây có một cái đoạn này, nó có gọi là không có recommend mình chạy ở cái mode là host này ha, tại vì cái host này là Các bạn nếu mà các bạn đặt sai, các bạn sẽ không thể launch cái container lên trên cái con EC2 chúng ta. Và nhược điểm làm sao chúng ta sẽ phải tạo rất nhiều EC2 instance ở đấy và chúng ta đặt cái task chúng ta vào trong EC2. Chúng ta thêm này, có rất nhiều các cái robot là những cái nhược điểm sử dụng cái cơ chế ha. Bạn chỉ có thể run, bạn không thể run hơn một cái thực thể đơn của task, một cái nói chung run một cái task trên một cái hot, mà bạn muốn run một cái task thứ hạ, cái task mà dạng replicate của cái task đó, các bạn phải provisioning một con EC2 nữa. Và như thế thì đâm ra là cái mức độ về scale của bạn sẽ rất là cực ha. Các bạn sẽ phải tính toán bao nhiêu EC2, bao nhiêu cái task, như thế thì nó sẽ nặng nề vấn đề về operation chúng ta. Bởi vì nó lại giải thích lý do này, bởi vì cái first task là cái task đầu tiên chúng ta đã buy vào cái require port rồi. Tại vì chúng ta không thể chạy hai cái service cùng IP cùng port, nó bị conflict ở cái tầng TCP/IP. Rồi, there no way to remap container port, chúng ta không thể remap được thông qua cái cơ chế host này. Ví dụ như là một ứng dụng chúng ta đã lắng nghe trên một cái port nào đó rồi này, chúng ta không thể remap cái port đến cái port đến một cách trực tiếp nữa. Thay vào đó bạn phải manage cái port conflict thông qua cái ứng dụng của mình. Cái này thì nghe chừng là thấy là kiểu như không muốn dùng nó rồi á. Thì cái này là cái kiểu basic và truyền thống mà chúng ta hiện tại chúng ta không nên dùng cái loại này. Và hơn nữa cái loại này nó cũng tiềm ẩn một số các cái liên quan về bảo mật nữa, ví dụ security implication, có nghĩa là tiềm ẩn một số thứ về bảo mật. Bởi vì này ở cái cơ chế này sẽ cho phép container này impersonate, có nghĩa là giao tiếp với cái host của mình một cách trực tiếp ở đây này, thì đâm ra là giống như expose là cái host, cho phép container connect, kết nối đến private loop của network service trên cái host này luôn. Thì cái này là kiểu như là từ một cái container, các bạn thử tưởng là con EC2 các bạn sẽ có rất nhiều container khác, đúng không ạ? Rất nhiều cái service khác, mà thậm chí các container này hoạt động cho những nghiệp vụ khác nhau của những khách hàng khác nhau nữa. Thì container có nghĩa là nó phải giao tiếp được với cái con host này một cách trực tiếp, thì nó sẽ có những cái tiềm ẩn về bảo mật. Chúng ta không khuyến nghị sử dụng cái cơ chế này. Mình biết thôi để mình tránh nó. Rồi cái ý cuối cùng này, cái host network mode này chỉ support cho task chạy EC2 thôi. Có nghĩa là các bạn thấy là chúng ta sẽ có ba loại, đúng không ạ? Một loại là Fargate này, một loại là EC2 và một loại external. Thì thông thường chúng ta sẽ hay dùng phổ biến là loại Fargate và EC2. Thì cái host này nó chỉ hỗ trợ cho EC2 thôi. Fargate này dạng serverless rồi, nó sẽ không có liên quan đến cái phần EC2 này nữa. Và nó không support Fargate này, thì mình cũng vừa nói bây giờ. Thì hai cái cơ chế thông thường mình hay sử dụng đó là Brick và AWS VPC mode ha. Mà cụ thể trong thực tế mình lại hay dùng cái AWS VPC mode này trước nhiều nhất, tại vì nó rất đơn giản nè. Nhưng mà trước khi nói cái phần đấy thì mình sẽ đi qua cái phần Brick này trước ha. Thì Brick mode là một cái tiến bộ của cái host này. Nó sẽ cho mình thêm một khái niệm nữa là thay vì là tôi map trực tiếp từ cái container hay cái task lên trên cái physical ENI của cái con EC2 đấy, thì nó sẽ qua một cái network brick nội bộ, hoặc cái này gọi là Docker, nó gọi gì đây, virtual network brick ha, để làm một cái layer giữa cái host và cái networking container. Tại vì trong trường hợp này nó vẽ hơi đặc biệt là chúng ta chỉ có một container trong một cái task thôi, đúng không ạ? Nhưng trong phần trước chúng ta đã biết là trong một cái task có thể có nhiều container ha. Thì lúc ấy giả sử bây giờ container 1 này, chúng ta có container 2 trên đây. Nếu mà bình thường cơ chế cũ là container 1 và container 2 phải nói chuyện thông qua cái ENI đi ra bên ngoài, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà mỗi một cái task chúng ta có một nó có đấu vào cái network brick này thì nó sẽ giao tiếp thông qua cái brick này. Thì đây sẽ là một cái bước tiến và một cái tốt cho hệ thống của mình. Thì đối với cái network brick này nó có thêm một cái số lợi điểm nữa này. Khi mà các bạn con EC2 các bạn thì có một địa chỉ IP, đúng không? Có một cái port. Rồi, trong cái network brick này nè, các bạn sẽ có rất nhiều các cái gọi là cái container trong này, và mỗi container này nó sẽ, tại vì trong này là các bạn hình dung là một cái mạng ảo trong này luôn, nó có một cái địa chỉ IP trong này, và nó có thể kiểu như là mình xem là địa chỉ IP nó bao nhiêu và nó map được với cái phần bên ngoài này ha. Thì đối với network brick này thì nó vẫn sẽ có một cái gọi là một cái nhược điểm, đó là vấn đề về dynamic port mapping ha. Bởi vì căn bản đó là khi các bạn giả sử chạy hai cái task thì nó cùng map với port 80 ở đây á, thì cũng sẽ không được ha. Ví dụ các bạn cái task của các bạn, cái definition của các bạn chạy hai cái cùng block đó, thì nó sẽ map, giả sử port 3000 đấy map vào port 80, rồi lại cái một cái task nó lại map port 3000 vào port 80 thì nó map không được. Thì cũng rất là may nên của cái brick mode này nó rất là thông minh nha. Nó khi mình không đặc tả cái map giữa cái container port và cái host port, hai cái khác nhau mà. Container port là cái bên trong mình đặt vào, còn cái host port là cái phần physical của EC2 của mình ở đây. Thì khi mà mình không đặc tả nó sẽ đưa ra một cái port động, dynamic port, thì lúc này thì mình sẽ không phải lo. Nhưng mà lúc này thì ứng dụng các bạn cần phải biết ứng dụng của mình chạy ở trên những cái port nào, thì các bạn có thể đọc thêm cái phần tài liệu này. Phần này mình thấy khá là dài cho nên là sợ mình nói nó sẽ lâu ấy. Nhưng mà mình sẽ cho các bạn xem cái phần này nó thực tế nào ha. Các bạn thấy trong cái phần brick này mình đã tạo ra một cái service là EC2 brick đúng không ạ? Thì EC2 brick đó, thì các bạn sẽ thấy là mình đang chạy hai cái task sang trạng thái running ở đây. Các bạn thấy là mình click vào nha. Mình sẽ coi này, event này, nó đã chạy successfully, và mình xem task này. Khi mình click vào một cái task và mình xem phần network binding này, nó sẽ map với một bọt động với cái container port của mình ở đây. Và tương tự như thế này, mình cũng xem cái task bên dưới ha. Thì nó cũng sẽ map vào cái phần một cái port động bên ngoài của cái này là cái phần physical host, physical port của cái con EC2 của mình, và cái container port của mình bên trong ha. Thì cái này nó xem như thế nào, chúng ta sẽ cùng kết nối với con EC2 của mình đây là con ECS1 ha, mình sẽ kết nối ha. Lần này mình sẽ dùng thông qua Session Manager chứ mình không dùng thông qua keypair nữa. Và cũng đây là một cái cách để giúp các bạn secure cái phần hạ tầng của mình hơn, thay vì các bạn dùng keypair này các bạn dùng thông qua Session Manager dịch vụ SSM của AWS. Thì cái phần này các bạn có thể search trên channel của Kevin đã làm cái bài hướng dẫn liên quan đến sử dụng SSM để truy xuất vào trong những cái máy chủ của AWS, Linux cũng được và Windows cũng được. Mình có thể remote desktop thông qua cái nền tảng này, mình không cần phải mở port 22 nữa, như thế nó cũng là tiềm ẩn gây rủi ro bảo mật đúng không ạ? Thì mình sẽ đi vào trong con EC2 này. Thì các bạn thử đoán đi, bây giờ nếu mà mình có Docker đúng không ạ? Con này là các bạn biết là chúng ta phải có Docker rồi. Thì khi mình Docker VS thì theo các bạn đoán chúng ta sẽ có mấy cái container ở đây ạ. Sẽ có 3 cái ha, các bạn thử đoán các bạn. Mình sẽ có 3 cái ha. Cái đầu tiên là cái mà luôn luôn phải có một cái gọi là ECS agent, cái này luôn luôn phải có rồi. Các bạn thấy ở đây này có hai cái con mình chạy hai cái con container, các bạn chạy hai cái task đây này. Hai cái task này đều chạy ở port 8080 và nó map với cái port động ở đây này. Tại vì mình không đặc tả cái host port cho nên là nó sinh ra cái port động. Và đây cũng là cái giúp cho mình có thể lo được nhiều cái task trên cùng một con EC2 instance. Vậy thì mình nói trong cái bài này, mình nói là khi mà mình lo nhiều con này á, nó sẽ sinh ra một cái gọi là trong một cái này nó một cái mạng đúng không, một cái brick đúng không ạ? Thì nó sẽ sinh ra nhiều cái IP. Các bạn xem này, cái con EC2 của mình ấy, bấm vào EC2 của mình, con EC2 của mình là địa chỉ IP của nó là 10.0.1. Phần này mình trước các bạn biết rõ đúng không ạ? Nó sinh ra một cái địa chỉ IP. Vậy thì IP của hai container như mình nói nó sinh ra một cái IP đúng không ạ? Thì rất là may thì Docker nó có một cái câu lệnh này giúp cho mình expect ha, mà expect những cái thông số của cái container này. Các bạn thấy này, khi mình expect cái con này nè, cơ chế network của nó các bạn có rất nhiều ha, các bạn có thể xem thêm. Phần này cũng rất là hay nếu các bạn thích thú tìm hiểu những cái thứ liên quan đến container networking ha. Các bạn thấy còn cơ chế brick này. Các bạn thấy địa chỉ IP không ạ? Gateway này 172.16.0.1 này, các bạn thấy không ạ? Nó sinh ra một cái giải IP fix này 16 này. Rồi cái địa chỉ IP của nó là 172.17.0.3 ha. Thì cái này là cái rất là hay ha. Nó sinh ra một địa chỉ IP này. Thì các bạn xem này. Con này nó có một cái IP. Mình sẽ có con này có một cái IP riêng, con này sẽ có một IP riêng và nó nói chuyện thông qua cái brick này. Rồi chúng ta quay lại cái con này là .3 ha các bạn ha, .0.3 này, chúng ta xem lại cái con container bên dưới ha, mình sẽ dùng Docker inspect. Này, con này là 172.17.0.2 ha. Thì 3.3 thì hai con này địa chỉ IP khác nhau, thì đó là cái cơ chế brick ha. Thì brick này nó giúp cho mình kiểu như là map, thay vì mình phải tạo rất nhiều cái cạc ở đây, các mạng ở đây, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có thể map trên cơ chế port, tại vì TCP/IP thì mình nếu mà chúng ta dùng IP chúng ta có thể dùng different port nè. Đoạn sau nó sẽ nói này, so này, consider using dynamic port mapping này, theo cái cơ chế này, Docker chum lựa chọn random này, rồi ephemeral port là những cái port tạm thời nha. Và ECS sẽ giúp cho mình track những cái randomly là những cái port mình đã assign rồi, có nghĩa là không tránh cái việc bị conflict ha. Cái này cũng là một cái giúp rất là hay. Sau này ví dụ như trong series mình sau mình sẽ nói nhiều về ví dụ này automatic update balancer thông qua Target Group với Cloud Map Service. Phần sau chúng ta sẽ nói cái phần này giúp cho mình kiểu như là Service Discovery, tại vì chúng ta có quá nhiều container, nhưng các container này là làm một việc, chẳng hạn bây giờ này chạy IP khác nhau, port khác nhau gì đấy, thì làm sao chúng ta có thể gom lại để sau này ví dụ như là truy xuất vào một cái dịch vụ về tạo user đi, một cái microservice liên quan đến tạo user đi, thì làm sao, nhưng mà tạo user chúng ta sẽ có hai container, làm sao để biết vào cái container 1 hay container 2 hay vào cái task 1 cái task 2, đúng không ạ? Thì phần sau chúng ta sẽ liên quan đến Service Discovery ha. Phần đấy là những cái topic rất là hay và cũng rất là khó hiểu khi mới bắt đầu ha. Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn nghe, các bạn xem, các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ dễ hiểu thôi. Ở đây nó là một cái disadvantage, là một cái nói chung là một cái nhược điểm, một cái bất lợi ấy. Khi sử dụng cái brick mode là difficult to lock down service communication, có nghĩa là rất là khó để hai dịch vụ gọi như là để nói chuyện với nhau nếu mà mình cần sử dụng, bởi vì service sẽ được gắn bởi một cái random và unused port, mình không quản lý cái việc này cho nên nó là nó khó khi mà mình communicate với các service. Tuy nhiên nó sẽ không tạo những cái rule này cho những cái service chỉ communicate thông qua những cái service khác. Service thì không có cái port sử dụng cho Security Group Networking Rule, bởi vì ở đây là mình muốn làm Security Group thì mình phải thông qua ENI, nhưng mà ở trong bài này chúng ta chỉ có một ENI của cái physical host thôi, cho nên là nó sẽ không có làm Security Group được. Thì cái này là một số cái nhược điểm khi mà dùng cái brick ha. Brick mode thì chỉ có hỗ trợ đối với EC2 instance, không hỗ trợ cho Fargate ha. Thì cái kiểu này thì mình sẽ có lợi thế là có một cái brick ở giữa này, mình sẽ có thể chạy được nhiều container trong cùng một cái con EC2 instance, nhưng mà bù lại thì mình lại bị cái chuyện đó là cái random port đấy ha, mình sẽ cần phải xử lý thêm một cái lớp nữa. Rồi cái phần cuối mình sẽ nói về AWS VPC mode. Cái mode này là mode mình hay sử dụng nhất ha, vì nó một phần nó rất đơn giản và nó cũng tối ưu rất nhiều thứ cho mình. Nhưng mà nó cũng sẽ có những cái hạn chế, mình sẽ nói phần sau để các bạn lưu ý khi sử dụng cái AWS VPC này. Thì các bạn xem cái phần đặc tả này, VPC Network Mode là AWS Amazon ECS create cái phần ENI cho mỗi một cái task ha. Cái này nó rất là khác ha. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là phần trước á, là chúng ta mỗi một con EC2 chúng ta có một cái ENI, đúng không ạ? Có một cái cạc mạng. ENI các bạn hiểu là Elastic Network Interface ha, giống như một cái cạc mạng của chúng ta. Thì tại vì trên cùng một cạc mạng sẽ chỉ có một cái IP thôi. Và khi có một cái IP á, thì chúng ta không được duplicate cái phần ví dụ như là cùng IP đó thì phải khác port, nếu mà cùng port chúng ta không được. Nhưng đối với Fargate á, thì cứ một cái task nó sẽ chạy một IP khác nhau luôn, thì nó sẽ giúp cho mình rất linh hoạt, là mình có thể tạo những cái gọi là security group trên từng cái ENI này, mình có thể quản lý chạy nhiều cái container bên trong này mà mình cũng map rất là dễ nữa. Thì cái kiểu mà kiểu Fargate này mình sẽ map giả sử cái port của mình là container chạy port 80, map thẳng ra bên ngoài port 80 luôn, tại vì nó là dùng riêng mà, tất cả này dùng riêng hết. Hoặc là các bạn trong này chạy 8080 map ra port 80, những cái phần của mình đó mình map từ port 8080 ra port 80 ấy, thì rất là dễ, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ không lo vấn đề về duplicate, bị conflict cái port ha. Và cái ENI của cái container nó sẽ khác với cái phần host ENI ha. Nếu mà mình sử dụng EC2 instance với multiple task á, thì các bạn sẽ cần phải chạy nhiều cái ENI ha. Mình có cái phần ở đây, nó có cái phần ví dụ này. Khi mà tại vì cái cơ chế AWS VPC mode này nó hỗ trợ chạy cả bên EC2 đến cả Fargate ha. Thì Fargate là kiểu này các bạn rất là dễ, đúng không ạ? Cái này không phải, cái này EC2, Fargate thì nói chung chạy độc lập hết ha. Còn đối với EC2 á, thì các bạn thấy là nếu các bạn chạy cùng cái này, các bạn muốn map ra thì các bạn sẽ cần phải map với một ENI khác ha. Cho nên là các bạn sẽ cần phải lo lắng thêm phần này nữa. Các bạn khi tạo EC2 thì các bạn sẽ cần phải tính toán số lượng ENI ha. Nhưng mà vấn đề đau khổ ở đây này, một con EC2 các bạn biết là nó sẽ có giới hạn số lượng ENI có thể attach vào ha. Cho nên là nếu mà các bạn chạy số lượng task nhiều của một cái service thì nó sẽ attach sẽ bằng đó cái ENI, mà bằng đó ENI tương ứng với là các bạn phải tính rằng EC2 các bạn có thể tạo bao nhiêu cái ENI ha, chạy bao nhiêu, hay là đơn giản là chạy bao nhiêu task cùng một lúc ha. Thời điểm này các bạn chưa hiểu cái task thì các bạn sẽ làm cái cũ một quan hệ giữa task definition và service. Thì đó là một số các cái thứ liên quan đến khi mà mình chạy AWS VPC. Nói chung nếu mà chạy AWS VPC các bạn chạy trên môi trường EC2, các bạn sẽ cần phải quan tâm về vấn đề số lượng ENI các bạn attach vào trong EC2. Còn nếu mà chạy với Fargate thì tự động nó sẽ scale. Vấn đề lớn nhất của AWS VPC mode là cái gì? Là vấn đề IP address exhaustion, có nghĩa là số lượng IP nó sẽ chiếm rất là nhanh. Ví dụ nếu các bạn dùng Fargate hay các bạn dùng EC2 cũng thế thôi, các bạn sẽ bị tính IP ha. Nếu các bạn cái subnet các bạn deploy cái container của bạn ấy, các bạn giả sử siệc 20 này, nó nói là ở đây có khoảng hơn 4.000 IP available. Nghĩa là khi cái task bạn scale ra nó sẽ tốn IP. Khi tốn IP như vậy thì nếu mà giả sử cái subnet các bạn thiết kế cái CIDR block này nó quá bé thì nó sẽ bị không có tạo được cái task của các bạn, nó không tạo được container của các bạn. Lúc ấy là có thể hệ thống của mình sẽ không có mở rộng được nữa. Cho nên khi mà sử dụng cái cơ chế AWS VPC mode này, các bạn sẽ cần phải tính toán rất là kỹ cái rank của CIDR block của mình. Tại vì cứ một cái task nó scale ra nó sẽ tốn một IP ha. Thì các bạn phải tính ha. Và cái phần này ví dụ EC2 các bạn sẽ còn phải làm nhiều hơn nữa. Các bạn sẽ phải tính toán số lượng ENI ở đây nữa. Đây, ví dụ như là private subnet chúng ta sẽ có ví dụ như trunk ENI này, EC2 instance này. Các bạn có thể xem thêm cái phần tài liệu nữa. Tất nhiên dùng IP version 6 điều stack thì cũng là một cái card để giúp cho bạn hỗ trợ cái V4 nhưng V6, nhưng mà bản thân đó là nó sẽ map giữa V6 và V4 nên là nó cũng sẽ vẫn là có những cái giới hạn liên quan đến IP. Bạn không thể disable IP V4 cho VPC này, thì red cái phần IP version 6 exhaustion issue. Thì đó là ba cái cơ chế ha. Thì các bạn xem trong phần để mình reload lại session mình hết hạn. Thì các bạn xem trong cái phần này, nãy là chúng ta đã có cái service là brick đúng không ạ? Thì các bạn thấy là nó sẽ dùng chung cái IP của con EC2 đúng không? Nó sẽ chạy trên hai cái port khác nhau thôi. Ví dụ như mình mở lại này, mở lại một lần để mọi người cùng xem này, task ha. Chúng ta sẽ có hai cái service. Service đầu tiên là chạy trên cái port nha, mình sẽ copy ra. Rồi service đầu tiên là mình sẽ chạy trên cái port 49154. Các bạn có thể xem ở trên console hoặc là các bạn có thể xem ở trên terminal vẫn được ha. Mình sẽ reload cái này lại để mình hướng dẫn các bạn cách cắt để các bạn xem. Mình sẽ sudo chữ y và root ha, Docker ps này các bạn thấy mình chạy con 49154 đúng không ạ? Bây giờ các bạn thấy là 49154, giờ còn một cái 49153 nữa thì mình sẽ copy cái này à, 49153 đó. Hai con này nó chạy ở hai cái port khác nhau EC2 ha. Còn bây giờ mình sẽ chạy ở cái port, mình sẽ có cái phần Fargate này, quay về service nào. Fargate mình cũng chạy hai cái task ha. Các bạn xem này, khi mình bấm vào cái task đó, các bạn có cái task này, mình bấm cái trên trước nha. Các bạn thấy này, một cái task này, các bạn thấy này, public IP này, private IP này, nó sẽ chiếm private IP của mình một cách độc lập ha. Còn cái public IP này nó sẽ tự nó sinh ra. Bây giờ mình sẽ truy xuất vào cái public IP này. Mình sẽ xem nó chạy ở cái port nào, 8080 thì vậy. Đó, mình chạy 8080 map với 18080. Rồi mình sẽ thử chạy lại một cái con task thứ hai của mình. Đây con thứ hai của mình đây. nó sẽ sinh ra một cái IP độc lập khác này, 2.30 và một cái public IP nè. V2 mình đã chạy được cái task này. Còn đối với cái phần service lúc nãy là các bạn xem phần brick này. Khi mình bấm vào một cái task, bạn thấy không? Nó dùng chính cái public IP và cái private IP của con EC2. Nó dùng chung này 273, 237 và 255 này. Các bạn xem cái phần configuration của cái cơ chế EC2 này, 237 và 255 đúng không ạ? Cho nên là nó dùng chung, cho nên nó phải dùng port khác để nó phân biệt nó đấy. Thì mô hình OSI hay TCP/IP nó sẽ dùng như vậy. Thì hy vọng qua bài này các bạn hiểu về cái cơ chế cái network mode của ECS này. Nó sẽ khá là khó hiểu thời gian đầu, các bạn nên đọc cái tài liệu này, cái video sẽ đính kèm trong phần description, các bạn nên xem lại, đọc lại một lần rồi tự tạo hai cái này, rồi nói chung tự chui vào cái con EC2, các bạn sẽ xem IP này rồi các bạn sẽ tự động các bạn chiêm nghiệm ra. Và AWS thì không khuyến nghị các bạn sử dụng cơ chế là host, mặc dù các bạn biết nhưng các bạn không nên dùng cái loại này ha. Dùng brick hoặc là dùng VPC. Cá nhân mình dùng nhiều một cái VPC mode này nhất tại vì nó đơn giản. Nhưng mà lưu ý là nói lại là các bạn cần phải tính toán địa chỉ IP của mình, cái CIDR cho cái subnet một cách hợp lý ha. Ok, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo ạ.